Cưới năm nay được không Trang? Dạ, cháu nghĩ kết hôn là chuyện trọng đại nên cũng không nhất thiết phải quá vội vàng. Cháu sẽ hỏi thêm ý kiến của gia đình rồi cùng bàn bạc và thống nhất lại với anh Duy ạ. Thế cũng được. Chú sẽ bảo luật sư họ lập sẵn một cái hợp đồng. Yên tâm, chú không để cháu thiệt đâu. Hả? Ủa? Ý chú là hợp đồng hôn nhân ạ? Ừ. Bao giờ trước khi người ta rót vào đầu tư, người ta cũng phải tính đến cái chuyện thành công và những rủi ro chứ. Điều này thì cháu hiểu quá còn gì nữa. Còn mơ nợ tiền của tao, hẹn mấy lần rồi không trả. Nó nói lên đây không gặp nó thì gặp thằng nào tên là Vượng mà đòi. Mày tên là Vượng à? Vâng ạ. Trả nợ cho nó ngay. Trả luôn. Bao nhiêu ạ? Cả gốc cả lãi 40 triệu. Em làm gì có tiền á? Mày có trả cho nó không? Chúng mày bỏ ra! Chúng mày bỏ ra! Chúng mày làm cái gì thế hả? Em tao không ngu có dài không việc gì nên chúng mày dạy rõ nhá. Đứa nào đồng em tao, tao mà sống anh xem chúng mày. Nó là em bà, thế bà trả tiền cho nó đây. Mày đi mà đòi con mơ đời gì em tao hả? Chúng mày mà gây rối đây tao báo công an đấy. Ôi giời ơi, này, gọi làm gì? Sáng nay tôi đi tập thể dục ấy, tôi thấy con Mộng Mơ tay xách nách mang bơ beng bị bọc đi rồi, đi trốn nợ rồi. Việc từ bỏ quyền làm mẹ này là thứ duy nhất em có thể làm được cho con gái mình. Chị nhá. Mẹ. Chẳng lẽ mẹ không chờ đợi con sẽ nhận lại mẹ nữa sao? Con đã chờ mẹ gần 30 năm. Con đi tìm mẹ. Con cố gắng giỏi sao? Con cố gắng ngồi được vào vị trí mà mẹ có thể nhìn thấy nhất. Con luôn chờ đợi mẹ. Còn mẹ chỉ có vài tháng thôi mà mẹ đã muốn từ bỏ sao? Mẹ không thể chờ đợi con được nữa sao?